Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có cặp niền carbon hiệu Sufa Chi Mư, niền 700C, niền sử dụng lớp có rồ cả, cối Shimano 11 tốc à. Cặp niền này em thấy còn rất là đẹp, rất là mới à. Mà cối lại nổ rất là to luôn. Niền này chạy ngoài đường mà nghe tiếng nó kêu là ai cũng phải ngó qua. Tiếng cối nổ của nó giòn dữ lắm luôn, nghe rất là lớn. Bản của niền còn đẹp dữ lắm luôn à. Tem vẫn còn đầy đủ ạ. Mayer còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mayer hiệu Sufa Chi Mư. Cặp niền này có tia bật đầy đủ ạ. Bên trong niền còn rất là đẹp luôn ạ. Niền sử dụng lớp có ruột. Em chở bề bản bên đây ạ. Niền còn đẹp lắm. Ngay chữ U, ngay tem có bị chày một chút nhỏ thôi ạ. Ti bật chứ còn rất là đẹp ạ. Tiếp tục em quay cái niền sau nữa ạ. Niền sau còn rất là đẹp luôn ạ. Cối nổ Shimano 11 lít còn rất là đẹp, rất mới à. Mayer hiệu Sufa Chi Mư. Bên trong niền sau cũng như niền trước rất là đẹp ạ. Xây qua bề mặt bên đây, bản niền còn mới tinh à, rất là đẹp. Niền còn rất là tốt luôn ạ. Ngay đầu ti bật phía sau cũng có chày. Dạ, để em lấy thước đo cho quý cô chú anh chị xem bản niền cao mấy phân. Bản niền cao tầm khoảng 5 phân ạ. Niền này 700C, sử dụng líp Shimano 11 ạ. Cối nó nổ ghê hồn luôn, nghe lớn dữ lắm. Dạ, cặp niền này em xin phép báo giá nhận ship về đến Việt Nam của mình, giá là 13 triệu ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.